Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Dũng Cờ và chúng ta đã một lần nữa được gặp cái thứ mà chúng ta đã mong đợi rất lâu rồi. Vâng thưa các bạn, Tasty Planet vừa ra phiên bản mới. Hành tinh ngon huyền thoại của chúng ta đây các bạn ạ. Chúng ta quay trở lại với Tasty Planet, hành tinh ngon và lần này đó là hành tinh ngon mãi mãi, Tasty Planet Forever. Yes! Nó vừa ra mắt hôm qua thôi và mình vừa mới có thông tin. Hôm nay mình phải tải luôn để mình chơi thử. Trời ơi! Nếu mà mình nhớ không nhầm ý thì Tasty Planet hành tinh ngon được mình chơi cách đây tầm 2 năm rồi. Và thật sự là hồi đấy là một cơn bùng nổ, một cái đại dịch bùng phát với kênh của mình, khiến kênh của mình vọt lên trên rất là cao. Và cuối cùng thì cái tựa game huyền thoại đấy đã quay trở lại với bộ dạng mới, một thứ hoàn toàn mới các bạn ạ. Và lần này nó tên là hành tinh ngon mãi mãi. Yes, mình chưa biết là như nào, mình chưa từng chơi thử và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem nó ra làm sao cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là hiện tại mình đang livestream trên QTV độc quyền vào lúc 7:30 mỗi tối tất cả các ngày trong tuần, nên là cái link sẽ để ở phần mô tả, ID ở Real Dũng Cờ, hãy lên follow mình để xem mình livestream mỗi tối nhá. Chúng ta cùng bắt đầu. Oh my god, mình háo hức quá. Ôi, vẫn cái đoạn nhạc huyền thoại này các bạn. Tưng 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 tưng. Oh yes. Ok, và để xem nào, giao diện của nó vẫn khá là quen thuộc. Chúng ta cùng bắt đầu để xem là mọi thứ như thế nào nhá. Có rất là nhiều level khác nhau các bạn ạ. Mỗi level là một con vật khác nhau các bạn ạ. Này có con mèo này. Ô, mèo Mốc. Ê, Mốc ơi, con. Mốc ơi, con được xuất hiện trong game đấy. Ê này, mốc, nhìn kìa, đấy, thấy chưa, còn thấy chưa, đấy, con đang ở xuất hiện nước Pháp kìa, con đang ngồi cầm cây súp lơ màu đỏ kìa, thích không? Ok, đi chơi tiếp đi, để muốn chơi con xem nào. Chúng ta cùng bắt đầu. Ván đầu tiên là ván mèo Mốc các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ván 1 này. Ok, tức là chúng ta sẽ cần phải được 16.180 điểm thì chúng ta mới được 3 sao. Play. Trong này bẩn thỉu và dơ giấy quá. Không lâu nữa đâu, ta sẽ xử lý được vấn đề này mà. Cái gì vậy? Một con mèo con hay sao? Không phải một con mèo con. Đây là một mẫu thử của một con robot dọn dẹp từ cái người họ hàng xa của ta. Mèo Mốc đã sẵn sàng để nhận chỉ thị ăn uống. Vậy thì nhanh lên, thực khách chuẩn bị đến rồi đấy. Ăn mọi thứ đi mèo con. Mèo sẵn sàng. Ok. Tức là mình, Mốc là một cái loại máy thử dọn dẹp các bạn. Ê, con là máy thử dọn dẹp, con biết được không? Đó, Mốc là một cái loại máy thử dọn dẹp và nó là cái bản thử nghiệm thôi, và nhiệm vụ của nó sẽ là ăn uống tất cả mọi thứ trong cái thiên hạ này. Để dọn dẹp, tức là đầu tiên là sẽ để dọn dẹp cái căn phòng bếp rồi đã. Nào, chúng ta cùng bắt đầu để xem tình hình nó ra làm sao nha các bạn. Vâng, ôi giời ơi, đây chính là mình. Và mình bé hơn con rán các bạn ạ. Mình đang ăn một cái những cái thứ hạt như kiểu hạt đậu xanh. Tớ rất là sợ gà mà, tại vì tớ là hạt đậu xanh này cậu. Bây giờ mình có thể ăn được con rán. Đức con rán không hay con dế. Mình nghĩ đây là con rán và mình mong đây là con rán, tại vì cuối cùng thì mình cũng đã thực hiện được cái ước mơ sẽ ăn thịt tất cả các loài rán trên thiên hạ. Nhưng các bạn biết là mình rất ghét rán, thật sự là rất ghét rán. Nhà mình ấy, ở trong cái két tường ấy có một ổ rán mà các bạn phải hiểu là ổ rán đấy quái dị kinh khủng. Mình đã thử rất là nhiều cách. Đó là đầu tiên mình đã thử gọi là xịt rán thì nó chỉ hết vài hôm, nhưng mà sau đấy những quả trứng của nó lại nở ra và lại thành những cái đàn rán con mới. Sau đó mình thử bịt cái bức tường đấy vào, tuy nhiên làm bằng cách nào đó thì con rán nó đã đẩy được cái bức tường ra, không phải nó đẩy bức tường ra mà nó gặm được, thế là dẫn đến là cái khúc gỗ đấy nó bị mục ra và bọn nó có thể chạy ra được, phải cả linh hồn, khiến cho nửa đêm ấy, ban ngày thì không sao, nhưng nửa đêm mà mình đi qua cái chỗ nhà tắm ấy là trong đấy sẽ có vài con rán nó lúc nhúc. Có một lần mình thấy hai con rán nó đứng ở dưới cái bồn cầu và các bạn biết làm gì không? Nó xoạc nhau ở trong cái bồn cầu nhà mình các bạn ạ, vãi cả linh hồn. Mình đi trong lúc bọn nó xoạc nhau. Wow, thật là kinh khủng. Đó nên là việc duy nhất mình cần làm bây giờ đó là mình cần phải đốt nhà, hoặc là mình sẽ cần phải dùng mèo Mốc đã thì rán. Có thể các bạn không biết luôn đó là từ khi mà mình nuôi mèo Mốc thì rán nhà mình ít hẳn. Mình không biết là tại sao. Mình có một hôm mình thấy mèo Mốc đang gặm một con rán. Nghĩ lại thật là kinh khủng, mình vừa hôn nó hít rồi thơm thít nó xong. Giờ mình nghĩ lại nó gặm một con rán mình cảm thấy ok, được rồi, chúng ta cứ tiếp tục. Bây giờ chúng ta đã đủ lớn để chúng ta ăn vài con rán, nhưng mà vẫn chưa đủ to để ăn vài con chuột các bạn ạ. Mèo chưa đủ to để ăn chuột, nhưng mà đủ to để ăn rán. Đó, ăn lấy con rán này. Nhưng mà con rán này nhìn màu như là màu shit đấy nhở.
nó không giống màu của mấy con rắn ở Việt Nam. Không biết là rắn Tây nhìn nó khác rắn ta hay là thế nào nữa. Ô, ăn được chuột rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã thực hiện được cái bản chất của một con mèo, đó là săn chuột và ăn chuột. Bây giờ là mình đang to 5,91 cm, có 6 cm, bằng nửa mình, ít nhỉ, mà không, bằng 1/3 mình thôi. Oh my god, wow. Ngày xưa nhà mình có nuôi một con mèo mẹ và nó đẻ ra một đàn con có 3 con, thì 2 trong số đó đã bị một con chuột chủ nó ăn mất. Nghe thì rất là kinh dị, nhưng mà một hôm mình tỉnh dậy, các bạn hiểu không, là bình thường ấy bọn mèo con nó rất là hay kêu vào ban đêm, nhưng mà hôm đấy tự nhiên mình không thấy nó kêu nữa, thế mình thấy lạ, mình mới lên cái chỗ ổ của nó để mình tìm. Thì mình lên cái chỗ ổ của nó mình tìm và mình không thể nào tìm thấy được con mèo đấy ở đâu. Con mèo con, 3 con mèo con thì chỉ tìm được 2 con, một con nữa không biết ở đâu đó. Và sau hôm đấy thì mình thấy trong góc nhà, các bạn biết một thứ gì không? Một thứ rất kinh dị, các bạn nghe sau các bạn đừng sốc nhá. Mình tìm thấy cái đầu con mèo con ở trong đấy. Bây giờ mình nghĩ lại, những cái đấy là mình ám ảnh, mình không thể nào quên được. Ôi, có người đang đi đi lại lại, đây là một con bọn bồi bàn. Và sau này mình nghe kể lại, mình biết là hóa ra là chuột sợ mèo thật đấy, nhưng mà chỉ sợ mèo to thôi. Còn mèo con ấy, những con chuột chù, những con chuột cống ấy, nó sẽ thịt đấy. Mà mèo to nó không thèm thịt với con chuột chù, chuột cống đâu. Mèo to chỉ ăn chuột nhắt thôi, hoặc là chuột đồng ấy. Còn nếu mà con chuột chù, chuột cống, tại vì nó quá hôi nên là mèo lại gần ngửi cũng chạy. Thế là mình kinh khủng chứ. Điều này dẫn tới đó là hiện tượng là không có cái con nào, không có thiên địch cho cái bọn chuột chù và chuột cống. Tức là không có cái kỳ phùng địch thủ nào. Bọn nó càng ngày càng lớn, nó cứ lớn mãi lên. Và dẫn tới bọn nó to quá khổ. Đấy, bọn nó sẽ quay lại, bọn nó đói, hiểu không? Bọn nó to, bọn nó đói mà. Nó quay lại, nó ăn ngược lại mấy con mèo con của mình. Khổ vãi trưởng. Ok, bây giờ mình đang dài 35 cm, dài hơn cái thước kẻ học sinh hàng ngày rồi. Như vậy là đã khá to. Ôi, mình ăn được người. Oh! Wow, hóa ra để ăn được người chúng ta chỉ cần là một con mèo dài 40 cm nhỉ? Ê Mốc, con dài hơn 40 cm đây có ăn được bố không? No, chắc là bọn này là bọn người lùn thôi. Còn mình quá cao, quá to, quá đen, quá hôi nên là bọn này không thể ăn được. Hiểu không? Ok, mình đang chỉ được cái gì ăn. Ô, ăn được ghế rồi này. Nice. Anh đến các em đây. Ăn được cả người ngồi bàn rồi. Ăn cả phục vụ lẫn thực khách các bạn ạ. Yes. Đây, lại đây cho anh. Lại đây bên anh. Đúng rồi. Ôi, mình to quá, mình không lượn được vào cái chỗ góc bàn nữa. To vật vã. Ôi, bây giờ mình 57 cm rồi. Bây giờ mình to hơn mèo Mốc rồi. Ô, thắng rồi. 3 sao không? Vãi cả linh hồn, mình được 1 sao á. What? Thật á? Rồi. Và lờ. Mà không được 1 sao luôn các bạn ạ. Vãi cả linh hồn. Thôi không sao. Hình như là chúng ta cần phải 350 sao chúng ta mới mở được cái màn này. Khó vãi, tức là những cái màn này thì không cần sao. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 màn đầu là chúng ta sẽ không cần sao. Nhưng mà đến cái màn thứ 12 là cái màn bonus này. Đó sẽ cần sao để mở, đúng không? Ok, được rồi. Thế thì chúng ta sẽ cố gắng để mở được mấy màn bonus này nhá. Rồi màn 2. Bây giờ chúng ta cần phải tập trung chơi làm sao để kiếm được đủ 3 sao. 11.660 điểm hả? Bắt đầu. Ok. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ chúng ta ở ngoài đường các bạn ạ. Đây là mấy con gì đây? À, con này là con chó. Con chó sang sang của bọn Mỹ. Con này có phải là poodle không nhỉ? Hoặc là cái con gì nó lai lai kiểu poodle ấy. Nhưng mà con này được tỉa lông rồi. Nên là chúng ta có thể ăn được cái bọn này. Bọn này là cái con chó cảnh nhỏ các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Mỗi lần mà mình chạm vào người, con poodle là, nó tên là poodle thật kìa. Poodle nước ngoài nó hay được tỉa lông kiểu này. Nhưng mà poodle nước mình ấy thì nó không tỉa lông nên là cái móc nó rất là bình thường. Mình thích cái poodle kiểu nước mình hay nuôi hơn, nhìn nó tròn tròn giống cục bông. Chứ poodle nước ngoài nhìn nó như là cái con cá sấu dưới lửa ấy. Bây giờ là mình đang là con mèo ăn thịt chó và ăn thịt người. Đây là những người công nhân hot xác, mặc cái bộ đồng phục rất là công sở. Đây là đồng phục ngành đấy các bạn. Chúng ta đi ăn tất cả những người công nhân này. Và hiện tại là chúng ta đã được gần 60 cm rồi. Đấy, 60 cm rồi. Chẳng bao lâu nữa là chúng ta sẽ đạt được cái mét đầu tiên. Mình nhớ là 100 cm thì bằng 1 mét đúng không? 100 hay 1.100 cm, còn 1.000 mét sẽ bằng 1 km. Đó, nên là chúng ta sẽ cố gắng để đạt được 1 mét. 1 mét tính ra ấy, chỉ bằng cái chiều cao của một đứa trẻ con lớp 4, lớp 5. Mà cái thời đại bây giờ thì cái bọn trẻ con lớp 4, lớp 5 nó phát triển rất là nhanh. Chính các bạn ấy, đấy, chính các bạn ấy phát triển rất là nhanh. Nên là kể cả lớp 4, lớp 5 có khi cao 1m2, 1m3 rồi. Mình có một đứa anh họ, nó lớp 9 mà nó nặng 78kg và nó cao 1m68 thì phải. Nó rất là to, trong khi mà mình là 20 tuổi
mà mình mới chỉ nặng có 63 cân và cao thì đương nhiên là mình cao hơn là mình cao 1m77. Thế mình mới hiểu là bây giờ là bọn nó ăn nhiều, bọn nó nhiều chất dinh dưỡng nên là bọn trưởng thành rất là nhanh, nhìn nó rất là lớn. Có hiểu không? Đó chứ không như ngày xưa nữa. Ngày xưa là gọi là ăn chắc mặc bền, còn bây giờ là phải ăn ngon mặc đẹp rồi. Cái xã hội bây giờ nó thay đổi rồi. Và bây giờ mình có thể ăn được mấy cái thằng đi xe đạp này. Đứng lại bác sĩ xe đạp này. Đấy, đây là đường 2 chiều, đường cho xe đạp qua 2 chiều bên Mỹ đó, nó quy hoạch đấy phải trưởng. Hãy ăn hết bọn này. Chúng ta 1.5m được gọi là to vật vã. Yes! Thắng không? Vãi nồi. Không nổi một sao. Vãi cả linh hồn. Thế phải làm thế nào được một sao? Oh my god, đã 2 màn rồi không được một sao nào. Thế này làm sao 11 màn mình kiếm được 44 sao để mình mở? Đồ. Nằm mốc. Sao sử dụng con khó thế? Mèo mốc đang nằm đây nó chơi. Nó đang nằm chơi cách rất là ngu si. Cho các bạn xem này. Mốc ạ, con có biết là khi mà bố đang ở đây đau khổ để kiếm cách để có sao cho con thì con ngồi đấy liếm lông không? Các con vô dụng thế à? Tập trung vào xem nào. Cùng bắt đầu màn 3. Màn 3 là 3 sao. Mình biết chắc là như thế, mình đã định hướng được rồi. Vãi cả linh hồn, 29.950 điểm. Càng ngày càng cao này, khó thế. Lần này mình lại ở nhà hàng. Bấm dấu cách để có thể đi nhanh hơn á. Ô, hồi trước không có cái này. Mới này. Nice. Ok, tức là sẽ có là những cái con vật mà nó chạy mình đúng không? Đúng rồi, mình hiểu rồi. Ok, đây. Đừng có đâm vào bọn đồi bàn. Đâm vào cái bọn đấy thì mình sẽ mất điểm. Đấy. Ok, ăn những cái chai lọ này. Ôi, ê, đừng. Bây giờ mình phải tổ lái một tí. Yên tâm, con cháu vô hùng mà. Tổ lái có sẵn trong máu rồi các bạn ạ. Đấy, nên là không phải lo nữa. Chúng ta cứ phải từ từ. Chúng ta sẽ ăn hết cả bọn bánh sừng bò này. Ăn những cái chai lọ này. Rồi ăn cái bánh mì này. Rồi, ăn được bánh mì rồi. Hay quá. Ơi, cẩn thận, đừng có đâm một người. Chúng sắp ăn được người rồi. Ok, được rồi. À, ăn được một bàn thôi. Yes. Giờ chúng mày làm sao? Chúng mày thích cái nào? Nhiều vào. Đến đây với anh. Nào, hãy về đây bên anh. Hãy về đây bên anh. Nào, anh là Tuấn Hưng đây. Anh là mèo Tuấn Hưng. Mốc Hưng. Nào, hãy về đây bên anh. Rồi đây. Ăn đớp hết. Rồi xong. Ăn mỗi cái thằng người này nó rất là nhiều tiền, nhiều điểm. Và cũng là tăng rất là nhiều cm các bạn ạ. Đấy. Ăn gì bổ đấy, ăn người là bổ cm. Nào, chúng ta sẽ cùng ăn hết bọn này. Ê, sao hơn 1m rồi mà không ăn được cái bàn này to thế cơ? Bài đường kính hơn 1m cơ. Bài linh hồn. Cái bàn này chứa nhiều thứ lắm nhỉ. Bàn này phải chứa được cả cái lồng buffet luôn, không phải là chuyện đùa nữa. Rồi, ăn hết cái bàn nhỏ. Rồi bắt nạt. Ôi, ăn được rồi, hay lắm. Nhìn cái bàn to này bị ăn nhìn nó giống như cái bánh quy các bạn ạ. Ăn hết ghế rồi bây giờ mới ăn được cái bàn. Ok. Cái sàn của cái nhà hàng này nó có một hình dáng của nó như là hình dáng của một cái thứ gì nhỉ? Cái bàn cờ vua. Làm mình hơi hoa mắt một tí. Các con công nhận không, nhìn nó khá là hoa mắt đấy. Nhưng mà không sao, ok để xem nào. Sắp hết rồi, ok, hết rồi. Chúng ta để đi xem thùng cái này. Còn gì ăn được, ô. Mình ăn được tất cả một cái giải phân cách luôn. Lắc lư, mà đây không phải giải phân cách, đây là cái bếp. Lắc lư. Mình nhìn khá là giống con chuột cơ ạ. Wow. Ăn hết. Rồi. Ăn. Rồi xong, mấy sao? Mới sao? 19.971 điểm. Thế làm nào để được thêm một sao các bạn? Mấy bạn này khó thế cơ. Có lẽ là nó không đơn giản như mình tưởng. Mới thử nốt màn thứ tư này. Và nếu màn thứ tư này không được một sao nào thì chúng ta sẽ cần phải luyện tập thêm. 17.770 điểm, thấp hơn màn trước. Sẽ được ít nhất một sao, cố lên. Rồi ok. À lần này là ôi ô tô. Vãi cả linh hồn. Rồi bây giờ bọn này sang chảnh quá rồi, mới đi được cả ô tô. Thì không sao, mình sẽ ăn cái bọn tóc xanh tóc đỏ. Đấy, xuân đầu đỏ, xuân đầu xanh. Ăn hết bọn này đi. Đấy, nhiều thế. 47cm ăn được người rồi. À đấy, ăn được mấy cái ghế xung quanh mấy cái bàn rồi. Ok, nhưng vẫn chưa ăn được cái cây. À nhầm, cái bàn và cái ô. Đây là cái ô đúng không? Mình nghĩ là cái ô. Đây giống kiểu một cái vỉa hè của nước Pháp các bạn ạ. Nước Pháp nó có cái đặc trưng đó là rất là hay ngồi vỉa hè ăn, nhưng mà cái vỉa hè của họ sang trọng lắm. Chứ vỉa hè của họ không có ngồi bán cá bán tôm như Việt Nam đâu. Tuy nhiên là ngồi bán cá bán tôm như Việt Nam rồi bán bánh tráng trộn các kiểu cũng là một cái nét riêng, cũng là nét độc đáo. Nhiều người nước ngoài sang nước mình chỉ vì cái đấy đấy. Thế nhưng mà mình vẫn thích là cái kiểu vỉa hè nó chỉ dành cho người đi bộ hơn. Còn vỉa hè trong ở Việt Nam thì mình không biết là cho đi người đi bộ đi cho xe máy nữa. Mặc dù là mình thấy rất là nhiều người đi lên vỉa hè bằng xe máy, mình chẳng biết mình leo vỉa cả. Nhưng mà cũng một phần là vì ô tô họ lấn chiếm làn đường to quá. Đấy, làn đường có 3 làn thì phải đến 2 làn rưỡi là ô tô rồi. Nên là xe máy họ phải lấn lên thôi, làm nào được. Ok, để xuống đây. Oh,
đâm với ô tô thoải mái đâu các bạn. Chắc là hồi mình nhỏ thì mình đâm vào bị sao rồi, rồi mình to rồi. Ê! Bố mày ăn được con tơ rồi, mừng như thấy bố, hay lắm. Ok, sắp xong rồi. Đi phía này, đi phía này. Vẫn chưa vào được mấy cái cây ở giữa kia. Ồ, ăn được bê tông rồi. Mấy cái tòa nhà bê tông có thép mình ăn hết. Nhà kho, nhà hàng, rồi nhà nọ, nhà kia, rồi cả kho chứa các kiểu. Yes. Mấy sao? Vai. Vẫn không nổi một sao á. Như này không sao đâu giờ. Có lẽ là mình sẽ cần phải về luyện tập thêm đấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải tạm dừng từ đây. Mình muốn các bạn comment phía dưới xem các bạn có thích tựa game này không. Và nếu các bạn thích thì đừng quên comment để mình biết nhá. Và mình biết các bạn thích thì mình sẽ làm thêm, đúng không? Còn bây giờ tạm biệt các bạn, phải gặp lại mình và Mèo Mốc. Đi đây. Đây là hành tinh ngon ngon nếu mà các bạn không biết tên. Testy Planet Forever. Bye bye.